Hello anh em, tiếp tục là em Sơn với những clip muôn thuở, đó là giới thiệu về băng cối, giới thiệu về những mặt hàng bên em Sơn Loa Audio, đồng thời chia sẻ cho anh em những thông tin quý giá về những ca sĩ nổi tiếng gạo cội trong làng nhạc vàng. Thì trên tay em là hai cuốn Chế Linh Tình Bơ Vơ và Chế Linh 1, Chế Linh cười đấy anh em. Thì hai cuốn băng cối về Chế Linh này thì trong kho băng cối, trong những người chơi cối không thể thiếu được hai cái cuốn Chế Linh này. Đây là hai cái cuốn mà nổi tiếng làm nên tên tuổi của Chế Linh luôn, đặc thù Chế Linh luôn. Đấy. Gọi là chơi cối thì không ai có thể thiếu Chế Linh Tình Bơ Vơ và Chế Linh 1. Thì tiền thể nói về Chế Linh thì em cũng nói luôn, ông năm nay đã 81 tuổi rồi mà ông vẫn thỉnh thoảng vẫn đi lưu diễn, vẫn ca nhạc các cái phòng trà, bởi vì ông cũng tuổi cao rồi. Nhưng mà giọng hát của ông đúng là để đời. Chế Linh thì ông là được xếp vào một trong những tứ trụ của làng nhạc vàng thời kỳ đầu đấy anh em. Trong đó có Chế Linh, Duy Khánh, Nhật Trường và Hùng Cường đấy, bốn người trong cái làng nhạc vàng thời kỳ đầu là ông là một trong những tứ trụ. Đặc biệt ông là người Chăm anh em ạ, người dân tộc Chăm. Ông nổi tiếng với bút danh Tú Nhi và Lưu Trần Lê. Ông có hai cái bút danh Tú Nhi và Lưu Trần Lê. Ông nổi tiếng từ thập niên 60 rồi. Đấy. Ông thì sinh mùng 3 tháng 4 năm 1942. Tính ra bây giờ là ông đã 81 tuổi rồi. Ông đã 81 tuổi rồi anh em nhé. Ông thì cũng khá nhiều vợ đấy. Vợ gần nhất của ông là Vương Nga. Thì anh em nói chung là mỗi người mà, mỗi người có một cuộc đời sự nghiệp. Chứ vợ gần nhất theo em được biết là tên là Nga, Vương Nga. Là vợ của Chế Linh, Chế Linh nhiều vợ lắm. Thì anh em chơi cối thì đừng bỏ qua những cái cuốn cối này nhé. Những cuốn cối này là những cuốn không thể thiếu được. Chế Linh người dân tộc Chăm mà như thế này là mình phải nói là quá đặc biệt. Quá đặc biệt về ca sĩ Chế Linh luôn đấy. Bởi vì là ông là có những cái tài, cái tài và dòng hạt thì đặc thù không thể lẫn vào ai được. Ông sinh năm 1942. Thì Giao Linh thì sinh năm 1949. Duy Khánh thì sinh năm 1936. Này, những cái thời, những người ngày xưa ấy. Tên Lưu Trần Lê là cái kiểu bút danh ấy. Bút danh Lưu Trần Lê hay Tú Nhi, mà đặt là nghề danh Chế Linh. Tên thật là Lưu Văn Liên cơ, sinh năm 1942 tại Phan Rang. Ông là người dân tộc Chăm mà, nhưng mà hiện giờ quốc tịch ở Canada rồi. Những cái người thời chiến ngày xưa sang Mỹ hết. Nổi tiếng với những ca khúc Mai Lỡ Mình Xa Nhau này, Nó này, Thói Đời, Thành Phố Buồn này. Nói chung là ông có tên nước ngoài là tên đọc, mình đọc theo Việt Nam là Chalen là tên nước ngoài. Còn tên tiếng Việt Nam thì là Lưu Văn Liên, nghệ danh Lưu Văn Liên. Bút danh Lưu Văn Liên nhưng mà này là Chế Linh. Anh em biết, có biết rồi. Ông sinh gần ông sinh ở gần Phan Rang mà ông là người dân tộc Chăm mà. Tháng 8 năm 1959 thì em biết là ông bắt đầu vào Sài Gòn. Làm việc cho một người chủ người Việt gốc Hoa. Và chính ông ấy là giúp Chế Linh rất nhiều trong việc đi học và trả lương rất rất là hậu hĩnh cho Chế Linh để cho Chế Linh làm trong cả cái nấu ăn và kiểu là giúp việc ấy, giúp việc coi nấu ăn và coi trông con cho ông chủ đấy.
Còn nói về album nhạc của Chế Linh thì nổi tiếng với album Chế Linh Tình Bơ Vơ này này. Sinh là album này ra đời tháng 7 năm 1973. Và cái quyển bên phải là cũng năm 73 ra đời là cuốn Chế Linh 1 đấy. Sau đó năm 74 thì ông ra cả Chế Linh 2 nữa. Và năm 74 cũng ra Chế Linh đặc biệt Mùa Thu Lá Bay. Rồi năm 75 ra là Chế Linh 4 Xin Yêu Tôi Bằng Tình Người đấy. Ông ra nhiều đĩa lắm. Năm 85 ông ra Làng Văn 8, Làng Văn 9, rồi Làng Văn 11, Làng Văn 12. Úi dồi ôi, cái trung tâm Làng Văn này ra cho ông rất nhiều đĩa luôn. Rất nhiều đĩa luôn. Từ đĩa 8 mà đến 9, 11, 12, 17, 20, 23, 24 luôn. Sợ thật, Làng Văn 48, 66 là toàn ra đĩa của ông thôi. Phải nói là ông để lại những kho đình đám về tư liệu về nhạc của ông. Rồi, không liên ta liên thuyên thì vừa tiểu sử tóm tắt cho anh em, thì đồng thời giới thiệu anh em hai cuốn Chế Linh Tình Bơ Vơ và Chế Linh 1. Cảm ơn anh em, và anh em có nhu cầu về đầu cối băng cối cứ liên hệ em Sơn là có anh em nhá. Xin cảm ơn.